Trần Việt An Đắk Nông rồi gốc cây đỏ, gặp vận động viên Nguyễn Văn Đức Nghĩa đơn vị Bình Phước gốc đầy xanh. Và đây cũng là trận chung kết hạng cân 65kg nam. Và để chuẩn bị cho hai trận chung kết tiếp theo, trận đầu tiên ở hạng cân 70kg nam, vận động viên Lộc Trần Trân Đắk Nông giáp đỏ gặp Hoa Quốc Thắng Tây Ninh giáp xanh. Trọng tài chuẩn bị điều khiển Văn Tùng. Và trận chung kết cuối cùng giữa hai vận động viên Phan Văn Tài Tây Ninh giáp đỏ gặp Bạch Tuấn Anh Liên đoàn Bình Phước giáp xanh. Trận chung kết ở hạng cân 90kg nam. Các giám định kết quả hiệp thi đấu thứ nhất, đẹp một xanh thắng. Hết thời gian giải lao, sân sóc viên rời đài. Hiệp hai, các giám định chú ý xanh đỏ chú ý đấu.